Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2020, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ mất lái, lao tông sập một căn nhà của người dân, khiến một người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tài xế Tinh Tấn, 50 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang biển số 93A18596, lưu thông trên đường quốc lộ 13, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi cửa khẩu quốc tế Hoàng Diệu, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Khi đi qua đoạn thuộc ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đớp, ông Tấn bất ngờ ngủ gật khiến chiếc xe bị mất lái, lao sang phía đường bên trái của quốc lộ 13. Xe lách qua được một cây xanh lớn, sau đó lao sập một cột gỗ dựng mái của một căn nhà. Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục bay qua khoảng sân sau, khoảng 0,4 mét qua phía nhà bên cạnh, tông trúng anh Huỳnh Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ huyện Bù Đớp, đang hàn sát ở trong hiên nhà người dân, khiến anh này bị hất văng ra xa hơn 4 mét, bị thương nặng. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi tông đổ hai bức tường, trong đó có một bức tường của một quán ăn khiến căn nhà bị bể một mảng lớn, tường trước hiên nhà gần như muốn sập xuống. Vụ tai nạn đã khiến anh Tuấn bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tài xế Tấn do xe bung túi khí kịp thời nên không bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bù Đớp nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.